Trời ơi, đi sau anh ơi. Ủa, đó thua mình đã biết đi. Trơn lắm. Ủa trơn. Nó đi từ bé. Skin nó lớn rồi. Skin nó mắc nó rồi. Kiên là mua giày cùng lộ. Vì giày đinh của họ đá bóng rồi mà ra đây cứ ăn. Giờ đây là Sanio cấp 1 rồi. Giày gì cũng quảng thôi. Giày bộ đội này được không này? Nghỉ đéo nghỉ lắm đấy. Anh nha, bên nào là Lào ấy nhỉ? Bên nào là bọn nào anh? Bên lại. Mới như là vượt biên đấy. Ô thế cái này là của nào?